Một trong những nhân vật chính để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi, Joe Miller, tay buôn khét tiếng, tên giết người máu lạnh, kẻ phản bội của nhân loại. Thế nhưng trong mắt tôi, Joe là một người cha quá tuyệt vời. Ông có thể làm tất cả vì con gái, thậm chí nếu điều đó biến ông thành một con quái vật. Joe không hoàn hảo, một người đàn ông với nhiều vết thương, khuyết điểm và sai lầm, khiến cho ông có phần người hơn bao giờ hết. Vậy thì trong video lần này, hãy cùng tôi nhìn lại hành trình và chuyển biến tâm lý trong con người Joe, lý giải hành động phi đạo đức của ông ở đoạn kết của The Last of Us Part 1 nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Joe Miller, người đàn ông điển hình của nhân vật nam khuôn ngầu, lạnh lùng, ít nói về quá khứ đau thương. Lần đầu tiên biết đến The Last of Us, tôi không có ấn tượng gì quá sâu sắc với Joe, ngoài việc ông là khuôn mẫu xuất hiện thường xuyên trong các sản phẩm video game. Kể vội cũng được một trang A4. Nhưng con người của Joe tuyệt vời và sâu sắc hơn thế. Ông có thể là kẻ thù của con người khi đã chọn tình cảm cá nhân trên cả nhân loại, trên cả mong muốn của chính Ellie. Joe tàn nhẫn, khát máu, giết người không ghê tay. Một người đàn ông không hoàn hảo, nếu không nói là tệ hại. Thế nhưng nó nên như vậy. Không một ai có thể giữ cho bản thân trong sạch trong thế giới nơi nhân sinh quan và giới hạn đạo đức đã bị chà đạp và méo mó đến tận cùng. Đó cũng chính là lý do vì sao mình yêu thích nhân vật của Joe. Ông chân thật đến từng câu nói, từng hành động. Chúng ta được giới thiệu lần đầu tiên đến Joe cho phân cảnh hồi tưởng vào ngày đại dịch bắt đầu bùng phát 20 năm trước, khi cuộc sống vẫn còn đơn giản. Joe Miller làm nghề thợ mộc, lao động chăm chỉ ngày đêm, một mình gà trống nuôi con sau khi vợ ông bỏ đi, để lại có con gái Sarah cho ông chăm sóc. Ông vất vả đi sớm về hôm, có những ngày làm việc tới gần 12 giờ đêm mới được về nhà. Tuy vậy thì trong mắt Sarah, Joe vẫn luôn là ông bố tuyệt vời nhất thế giới. Dù bận trăm công nghìn việc, ông luôn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho con gái. Công việc của Joe không mấy suôn sẻ, thông qua cuộc nói chuyện điện thoại với Tommy, Joe thậm chí đã tính đến việc kinh doanh để có thêm thu nhập. Minh chứng cho việc đó là cuốn sách, mọi điều bạn cần biết về việc thành lập một công ty khởi nghiệp trên chiếc bàn cạnh giường của ông. Ông có thể gai góc và cứng rắn với thế giới nhưng lại đặc biệt dịu dàng khi ở bên con. Và Joe có thể làm tất cả để che chở bảo vệ cho Sarah. Cô bé là cả thế giới đối với ông. Cho đến khi thế giới đó sụp đổ ngay trước mắt Joe. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. Tháng ngày sau đó, ông chôn vùi quá khứ và cảm xúc của mình, tiếp tục đấu tranh sinh tồn giữa thời kỳ đại dịch chết chóc. Joe và Tommy quyết định đi theo con đường của Hunter, những kẻ máu lạnh chuyên răng bẫy người qua đường, sẵn sàng giết người vô tội để cướp nhu yếu phẩm và lương thực. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất đối với Joe và cả Tommy. Trước ngày tận thế, Joe là một người cha chu đáo, làm việc chăm chỉ để một mình nuôi dạy Sarah. Sau cái chết của cô con gái yêu dấu, tính cách của Joe trở nên ủ rũ, thảm hại, bất cần đời và tàn nhẫn hơn. Những đặc điểm đen tối này khiến người khác mô tả ông là một tên côn đồ hung bạo, một kẻ tra tấn và giết người dã man. Joe sống như một người đàn ông không còn gì để mất. Đến mức Tommy buộc phải rời xa Joe bởi anh không thể chịu được những hành động phi nhân tính mà anh trai mình đang làm. Đường đời xô đẩy Joe đến con đường của một kẻ buôn lậu tại khu vực cách ly của thành phố Boston. Và ở đó, Joe đã gặp Tess, người đàn bà thép trong giới chợ đen. Hai người họ tuy không được nhà phát triển bật mí về mối quan hệ yêu đương lãng mạn, nhưng chúng ta cũng có thể thấy rõ Joe có một sự tôn trọng và quan tâm đến Tess. Một người sợ mất mát như Joe quyết định ở cạnh bên Tess, phần vì bà có thể tự bảo vệ bản thân, không cần dựa dẫm vào ông, phần vì bà là người thực tế, luôn giữ cho Joe tỉnh táo. Chúng ta không được nhìn thấy sự thay đổi của Joe trong khoảng thời gian time skip 20 năm, nhưng hình ảnh của Joe khi còn ở Boston làm tôi nghĩ đến nhân vật Rick Grimes trong series The Walking Dead. Từ một người chồng, người cha yêu thương, ân cần, làm tất cả vì con, trở thành con người máu lạnh, độc đoán. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người, đó là khác với Rick, một cảnh sát trưởng luôn cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh mình. Joe chỉ quan tâm đến gia đình. Rick gắn bó với đồng đội như người nhà, sự mất mát của họ đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý Rick. Nhưng Joe thì khác.
Sau khi mất Sarah, Joe dựng nên bức tường ngăn cách không để bất cứ điều gì làm tổn thương ông nữa. Joe chạy trốn chính cảm xúc của mình. Cuộc sống của ông có lẽ sẽ vẫn trôi qua như vậy, ngày ngày lặp lại những công việc thường nhật. Tra tấn, giết người, buôn lậu hàng hóa, sống ngoài vòng pháp luật, làm đau phủ cho Tess. Và có lẽ Joe cũng sẽ tiếp tục chìm đắm trong quá khứ đen tối với những đêm dài không yên giấc bởi ác mộng kéo dài 20 năm qua. Cho đến khi ông gặp được Ellie. Come on now. Get on up. Fuck away from her. Let her go. Well, you're recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Oh, shit. What happened? Don't worry, this is fixable. I got his help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. Ellie là một cô bé 14 tuổi, mạnh mẽ, hoạt bát, tính khí nóng nảy với cái mỏ hơi hỗn. Thực ra thì không phải hơi mà là... Goddamn business. Yeah. Fuck you. You handcuff me. I need you to shut up. Haha. Fuck you too. Okay, don't be a dick. Ellie không ngại thể hiện bản thân cũng như ý kiến cá nhân. Vì sinh ra trong thời đại dịch nên cô bé cực kỳ rắn giỏi, có thể tự bảo vệ. Tuy vậy, Ellie vẫn là một đứa trẻ ngây thơ chưa từng được bước ra khỏi bức tường của Boston. Ban đầu đối với Joe, Ellie chỉ đơn giản là một món hàng cần vận chuyển, một phi vụ béo bở với thù lao hậu hĩnh từ Fireflies. Thế nhưng, ông dần có sự thay đổi trong tiềm thức sau cuộc trò chuyện ngắn với Ellie trên nóc tòa nhà, khiến Joe nhớ về dáng vẻ của Sarah trong Ellie. Ông bất giác nhìn xuống chiếc đồng hồ đã vỡ từ lâu. Có lẽ từ giây phút đó, ông đã muốn che chở cho Ellie như cách ông đã bảo vệ con gái khi xưa. Bản chất chăm sóc của một người cha trong Joe một lần nữa được đánh thức sau hơn 20 năm chôn vùi. Nhưng mà không may, cả ba sau khi đến được tòa nhà tiểu bang Massachusetts, toàn bộ người của Fireflies đã bị quét sạch bởi quân triều đình. Joe là người đề nghị Tess quay trở về Boston sau khi thấy mọi chuyện phức tạp hơn một phi vụ vận chuyển thông thường. Tại thời điểm đó, tất cả những gì ông quan tâm là giữ cho mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát và làm đảo lộn cuộc sống của mình. Thế nhưng ai cũng biết cái kết đắng của Tess rồi. Sau cái chết của người bạn đồng hành, việc ông dẫn Ellie tiếp tục cuộc hành trình không còn vì số hàng hóa, mà bởi vì đó là nguyện vọng cuối cùng của Tess. Mất đi Tess, Joe như đánh mất cánh tay phải. Ông mặc dù đau lòng nhưng lại tiếp tục chôn chặt cảm xúc vào trong tim, từ chối đối diện với mất mát. Đồng thời yêu cầu Ellie không được phép nhắc đến chuyện này nữa. Tại thời điểm đó, Joe không hề tin tưởng Ellie, nếu không nói coi cô bé như cục nợ. Cuộc sống yên bình ông dày công xây dựng 20 năm qua đã sụp đổ hoàn toàn. Joe cục cằn và khó gần đối với Ellie như một cách để đẩy cô bé ra xa. Ông sợ rằng việc quá gắn bó với Ellie sẽ khiến ông tổn thương thêm lần nữa. Nhưng mối quan hệ giữa hai bác cháu dần thay đổi xuyên suốt cuộc hành trình băng qua nước Mỹ. Một người cẩn trọng như Joe tất nhiên không tin tưởng giao vũ khí cho Ellie. Ông cố gắng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cố gắng giữ cho mối quan hệ giữa Ellie như người vận chuyển và món hàng cần ship. Joe vẫn luôn tạo bức tường chắn, không quá thân thiết với cô bé, bởi ông biết sự mất mát là thế nào và nó dày vò ông ra sao. Mặc dù bị Joe đẩy ra xa, Ellie luôn cố gắng chứng minh ông có thể tin tưởng cô như một người bạn đồng hành. Và cảm giác như mọi nỗ lực của cô bé không mấy thành công trước một Joe lạnh lùng, cục tính và khó gần. Thế nhưng dần dần, người đàn ông sắt đá cũng phải mềm lòng trước sự hồn nhiên và cá tính mạnh của Ellie. Xuyên suốt cuộc hành trình với Ellie, chúng ta có thể thấy đôi ba lần Joe mất cảnh giác và tin tưởng cô bé hơn. Như khi ông đồng ý để Ellie giúp càn quét lũ Hunter ở Pittsburgh, hay khi lo lắng cho cô bé sau cuộc tấn công tại nhà máy điện của Tommy. Nhưng rồi một lần nữa, ông lại thu mình, không dám đối diện với cảm xúc thật. Joe để Ellie cho Tommy vì ông nhận ra ông dần quan tâm đến Ellie và điều đó đối với Joe còn đáng sợ hơn việc phải đối diện với một đàn clickers. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi giữa hai người là khi Joe nói thẳng rằng Ellie không phải con gái ông và chắc chắn ông sẽ không đóng vai người bố đối với cô bé. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng câu nói đó của Joe đã khiến Ellie tổn thương. Thế nhưng dù ông có cố gắng thế nào thì khoảng thời gian bên cạnh Ellie đã khiến bức tường ngăn cách của ông dần sụp đổ. Ông nhận ra bản thân không muốn rời xa Ellie, không thể yên tâm giao cô bé cho ai khác, ngay cả khi người đó là em trai ông, Tommy. Có người nói bởi Joe nhìn thấy hình ảnh của Sarah qua Ellie nên ông mới liều mạng bảo vệ cô bé. Nhưng đối với tôi, Joe chỉ đơn giản mang trong mình bản năng và tâm tình của một người bố.
ông cảm thấy có trách nhiệm phải yêu thương, dẫn dắt và che chở cho con của mình, mà ở đây chính là Ellie. Joe cảm nhận ra mình cần có Ellie ở bên khi ông bị thương nặng và được cô bé chăm sóc suốt mùa đông dài lạnh lẽo, cho đến khi tỉnh lại và không thấy cô bé bên cạnh. Joe đã điên cuồng đi tìm kiếm Ellie, đến mức tra tấn dã man hai kẻ lạ mặt. Phân cảnh tra tấn đó vô cùng tàn nhẫn, ngay cả đối với Joe, người từng đi theo con đường thợ săn. Tại thời điểm đó, Joe không hề có bất cứ thông tin nào về việc nhóm người đó là kẻ xấu. Ông chỉ cần biết rằng Ellie đang mất tích và những kẻ đó biết tung tích của cô bé. Joe sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đảm bảo cho sự an toàn của Ellie. Mối quan hệ giữa Joe và Ellie sau đó đã thay đổi hoàn toàn khi ông tìm thấy cô bé sau khi cô giết chết David. Phân cảnh cho dù xem đi xem lại vô số lần, tôi vẫn rưng rưng nước mắt. Một trong những cutscene đắt giá nhất của toàn bộ phần 1 The Last of Us, và tôi cực kỳ hy vọng HBO sẽ dựng lại nó một cách hoàn hảo, sát với nguyên tác nhất có thể. Điều khiến tôi cảm động đó chính là cử chỉ ân cần, ánh mắt lo lắng hiện hữu trong đôi mắt của Joe, và đặc biệt là khi ông gọi Ellie một cách thân mật như cách ông đã gọi Sarah trước kia. Tại giây phút đó, Joe nhận ra mình một lần nữa trở thành người cha, bao bọc và che chở của con gái bé bỏng yếu đuối của mình. Chính giây phút đó, Joe hoàn toàn phá bỏ sự ngăn cách ông tạo ra giữa cả hai từ trước đến nay. Ông sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương đến Ellie, con gái của ông. Joe bảo vệ Ellie không phải bởi ông nợ cô bé một mạng, mà vì trong lúc cận kề với cái chết, ông nhận ra Ellie quan trọng với ông đến thế nào. Nếu Joe chết đi, ông không chỉ mất đi mạng sống của bản thân mà còn đánh mất cả Ellie. Một điều mà ông không thể nào chấp nhận. Đó cũng chính là lý do ông đề nghị Ellie quay lại với khu định cư của Tommy, sống một cuộc đời yên bình như một gia đình. Không cần phải đi buôn lậu, bắn giết hay quan tâm đến nhân loại, đến dịch bệnh đáng sợ. Ông chỉ muốn có lại cuộc sống đơn giản những ngày còn có Sarah bên cạnh. Và tất cả điều đó đã dẫn đến hành động máu lạnh của Joe tại bệnh viện St. Mary của tổ chức Fireflies. Joe giải cứu Ellie trên bàn mổ là ví dụ minh họa tuyệt vời nhất về tình phụ tử và cơn nóng giận của một người làm cha. Maybe I just wanted to do right by her. And then we made it. We found the Firefly. Because of her, they were actually going to make a cure. The only catch. It would kill her. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Jesus Christ, Joe. What do you do? Joe đã trải qua một năm dài, vào sinh ra tử bên cạnh Ellie. Sự gắn kết của hai người mạnh mẽ đến mức họ đã coi nhau là gia đình, là cha con. Dù trước đó chỉ là người xa lạ, vô tình bước vào cuộc đời của nhau. Và một người cha sẽ làm gì khi biết tính mạng của con cái họ đang bị đe dọa? Sẽ cảm thấy ra sao nếu người thân của mình buộc phải làm chuột bạch cho một thí nghiệm không chắc chắn sẽ thành công? Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến hành động của Joe. Rằng ông là một kẻ giết người. Rằng ông máu lạnh, đặt bản thân lên trên cả nhân loại, lên trên cả việc tìm ra được phương thuốc chữa căn bệnh quái ác ngoài kia. Thế nhưng, chưa nói đến mối quan hệ giữa Joe và Ellie, việc làm của Fireflies cũng sai trái. Dù mục đích của cuộc thí nghiệm là gì, tước đi mạng sống của Ellie là hành động giết người. Chưa kể đến việc Marlene đã không nói rõ với Ellie về quy trình thí nghiệm lên cơ thể của chính cô bé. Bà chỉ nói rằng các bác sĩ sẽ thử máu và làm vài bài test. Sinh mạng con người vốn đã vô cùng quý giá, nó còn cần được trân trọng hơn trong thời kỳ hậu tận thế loạn lạc. Hành động của Marlene và các bác sĩ Fireflies là vô nhân tính và không thể chấp nhận được. Nhưng trên tất cả, Ellie còn là con gái nuôi của Joe, người sắp bị tước đi mạng sống. Nhìn lại tình cảnh lúc đó, bạn sẽ nhận ra vì sao Joe, với cương vị một người cha, lại hành động như vậy. Ánh mắt đầy căm phẫn của Joe dành cho Jerry Anderson chứa đầy sự quyết tâm và giận dữ của một người làm bố, đang lo cho an nguy của con gái mình. Cơn giận dữ mà không phải ai cũng muốn đối đầu với nó. Joe đã trải qua quá nhiều mất mát. Đầu tiên là Sarah, sau đó đến Tommy cũng rời bỏ ông và cái chết của Tess. Joe không thể nào chấp nhận mất đi thêm một người thân, thêm một cô con gái nữa. Và ông sẽ không dừng lại, dù phải giết bao nhiêu mạng người,
dù đi ngược với mong muốn của Ellie để đưa cô bé về bên mình. Rất nhiều người cho rằng hành động của Joe thật ích kỷ. Ông không quan tâm đến cảm nhận của chính Ellie hay nhân loại mà hoàn toàn chỉ tập trung vào bản thân mình. Ông không muốn mất đi thêm người thân. Sự mất mát khiến Joe hoảng loạn. Nhưng dưới góc nhìn cá nhân của tôi, đó là sự lựa chọn của một người cha thương con vô điều kiện. Nếu là tôi đặt người thân của tôi trên bàn mổ đó, tôi cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả để cứu họ, hoặc tôi sẽ chết trong lúc cố gắng chạm được đến cánh cửa của phòng phẫu thuật. Đổi lại nếu là bạn, liệu bạn có làm khác đi nếu đó là cha, là mẹ hay là anh chị hay chính con cái của các bạn được đặt vào vị trí của Ellie? Và video lần này của Game Lab xin được kết thúc tại đây. Nếu có bất cứ sai sót gì, các bạn hãy comment bên dưới phần bình luận giúp mình nhé. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và subscribe cho Game Lab. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!